Kính thưa Phó giáo sư Nguyễn Hữu Ước, kính thưa Phó giáo sư Vũ Văn Giáp cùng toàn thể các đại biểu trong hội trường. Em xin trình bày bài báo cáo về kinh nghiệm phẫu thuật các khối u trung thất lớn tại Bệnh viện Bạch Mai. Trước tiên thì khối u trung thất lớn là một bệnh hiếm gặp đa dạng về giải phẫu bệnh và bao gồm cả các khối u lành tính và ác tính. Với những khối u với kích thước lớn thì nó là một thách thức rất là lớn cho phẫu thuật viên do giải phẫu phức tạp của trung thất, sự tắc nghẽn và chèn ép hoặc xâm lấn các cấu trúc quan trọng. Và nó cũng là một thách thức rất lớn cho các bác sĩ gây mê vì gây ra những hội chứng chèn ép các cấu trúc ở trong trung thất, các cây khí phế quản và có thể gây lên suy hô hấp cấp tính hoặc là mất bù huyết động. Thì với những cái trường khối u như này thì cần phải chuẩn bị rất là chi tiết trước phẫu thuật với cái hội chẩn của đa chuyên ngành. Đa chuyên ngành với các phẫu thuật viên, bác sĩ hô hấp, bác sĩ ung thư, bác sĩ chẩn đoán ảnh và bác sĩ giải phẫu bệnh. Và từ tháng 3 năm 2017 đến tháng 3 năm 2019 ở khoa phẫu thuật lồng ngực ở Bệnh viện Bạch Mai, chúng em đã phẫu thuật cho 20 bệnh nhân với khối u trung thất lớn trên 10 cm. Thì bài báo cáo của em sẽ bao gồm trình bày một loạt các cái ca lâm sàng tiêu biểu và các vấn đề bàn luận xung quanh cái phẫu thuật này. Thì với ca đầu tiên là một bệnh nhân nam 28 tuổi với cái khối u trung thất kích thước là 12 x 9 cm, nó mở ngực đường giữa xương ức và cắt bỏ toàn bộ u với khối và cái giải phẫu bệnh là u quái thành thục. Đây là cái một trường hợp khối u rất là lớn. Một trường hợp thứ hai là một bệnh nhân nam 59 tuổi với cái khối u trung thất trước lệch phải kích thước 9 x 12 cm và cũng là một đường mổ giữa xương ức và cắt bỏ toàn bộ u. Đây là cái hình ảnh với cái giải phẫu bệnh là u tuyến đức tuyến B1. Một trường hợp thứ ba là một bệnh nhân nữ 56 tuổi vào viện vì một cái nhược cơ và đau vai gáy. Trên ảnh CT có hình ảnh u trung thất kích thước 6.5 x 11 cm xâm lấn vào tĩnh mạch chủ trên và có khối u thì giữa phổi phải kích thước 2 x 3 cm. Và trường hợp này đã được chúng em mổ theo cái đường mổ là hemiclamshell và đánh giá trong mổ thì khối u này đã xâm lấn toàn bộ màng tim, màng phổi, tĩnh mạch chủ trên, tĩnh mạch vô danh và thùy giữa phổi phải. Và nó đã cắt toàn bộ u tạo hình lại cái hệ tĩnh mạch chủ trên, tĩnh mạch vô danh và cắt bỏ thì giữa phổi bên phải. Thì đây là cái hình ảnh trong mổ với cái tĩnh mạch chủ trên được tạo hình và cái tĩnh mạch vô danh được tạo hình bằng một miếng vá sinh học. Đây là hình ảnh khối u sau khi cắt bỏ và cái đường mổ hemiclamshell và một cái phim CT sau mổ thì bệnh nhân u đã được cắt bỏ hoàn toàn. Một bệnh trường hợp thứ tư là một bệnh nhân nam 49 tuổi vào viện vì khó thở, mệt mỏi, sốt cân và thiếu máu nặng. Hematocrit lúc vào viện là 15.3%. CT là một khối u trung thất chiếm toàn bộ ngực bên phải. Trường hợp này đã được mở ngực trước bên và đánh giá trong mổ bọn em đã cắt bỏ toàn bộ khối u và cái phổi bị chèn ép lâu ngày bóp không nở nên đã quyết định là cắt cả bộ toàn bộ phổi bên phải. Và bệnh nhân ra viện cũng ổn. Trường hợp thứ năm là bệnh nhân nam 38 tuổi vào viện vì một cái đau ngực và khó thở với hình ảnh khối u trung thất lớn chiếm gần như toàn bộ ngực bên trái thì đã được mở ngực trước bên để cắt bỏ và đánh giá trong mổ là khối u xâm lấn thùy dưới phổi trái thì bệnh nhân đã được cắt bỏ toàn bộ khối u và thùy dưới phổi trái. Đây là cái hình ảnh mà bệnh nhân đã được khối u và cái thùy dưới phổi bên trái và cái phim CT này là sau khi mà bệnh nhân ổn định chụp lại thì khối u đã được cắt bỏ hoàn toàn. Một trường hợp tiếp theo là bệnh nhân nam 49 tuổi với khối u trung thất trước lệch trái kích thước 7 x 10 cm. Bệnh nhân này đã được mở ngực trước bên và cắt bỏ toàn bộ khối u với cái giải phẫu bệnh là u tuyến ức tuyến 3B. Một trường hợp tiếp theo bệnh nhân nữ 36 tuổi khối u trung thất trước bên kích thước là 6 x 12 cm và cái bệnh nhân này thì cũng rất là khó bởi vì cái khối u này lúc đầu tiên thì các bác chẩn đoán ảnh cũng nghi ngờ là một khối u ở gan và sau khi hội chẩn thì chúng em quyết định chụp cái phim MSCT dựng hình lướt lướt chất đứng dọc và cái khối u này là một góc tâm hoành và trên cơ hoành. Thì bệnh nhân này có chụp MSCT thì rất nhiều mạch tăng sinh từ động mạch ngực trong, động mạch liên sườn và động mạch dưới hoành và bệnh nhân đã được nút mạch chọn lọc trước mổ với đường mổ ngực trước bên và đã lấy được toàn bộ u với cái giải phẫu bệnh là u tuyến đức tuyến B1.
Trường hợp thứ 8 là một bệnh nhân nam 17 tuổi với cái u trung thất trước là trái kích thước 9 nhân 10 cm, và bệnh nhân này đã được mổ đường ngực bên với cái nội soi hỗ trợ mà đã cắt được toàn bộ khối u, và cái phim CT này là phim CT sau mổ của bệnh nhân, cái u đã được cắt bỏ. Một trường hợp thứ 9 là một bệnh nhân nam 39 tuổi vào viện vì tê bì và yếu chân bên phải, thì MRCT và MRI có hình ảnh khối u trung thất sau kích thước 5 nhân 10 cm lao vào ống sống. Bệnh nhân này thì đã được mổ phối hợp với chuyên khoa chấn thương chỉnh hình và cuộc sống là mở cung sau lấy u và cố định cuộc sống, và bọn em đã mở ngực sau bên và lấy khối u trung thất sau với giải phẫu bệnh là u thần kinh lành tính. Đây là hình ảnh của ca mổ này. Thì đấy là một loạt những ca lâm sàng bọn em đưa ra. Sau đây là một số cái bàn luận thì nhắc lại về giải phẫu của trung thất thì và cái giải phẫu bệnh thì em xin nói qua về cái này không tất cả mọi người đã biết về cái quan trọng của một cái bệnh nhân với khối u trung thất lớn, đấy là việc chuẩn bị trước mổ như thế nào. Thì việc chuẩn bị trước mổ thì bao gồm đặc biệt là phải chụp được bao đặc biệt là phim chụp cắt lớp vi tính, bởi vì bệnh nhân cần phải đánh giá được hình thái khối u, vị trí và mối quan hệ với các cấu trúc xung quanh, và khuyến cáo nên chụp các phim MRCT độ phân giải cao có tiêm thuốc để đánh giá được các mạch máu khối u và lân cận. Thì một số trường hợp thì có thể phải chụp thêm cái phim MRI, đặc biệt những cái trường hợp khối u trung thất sâu và nghi ngờ lan vào trong ống sống, và siêu tim, nội soi phế quản và đo chức năng hô hấp là rất là quan trọng trong những cái chuẩn bị trước mổ của bệnh nhân. Một vấn đề đặt ra nữa với phẫu thuật những khối u như này, đấy là giảm kích thước khối u trước mổ. Thì một số phương pháp như hóa xạ trị trước mổ thì có thể giúp giảm được kích thước khối u và tạo thuận lợi cho việc phẫu thuật. Thì ví dụ như một số trường hợp như u tế bào mầm thì có thể hóa trị sau đó phẫu thuật. Còn một số trường hợp như u tuyến ức thì có hóa xạ trị thì đạt được thành công trong việc giảm kích thước khối u. Về huyết mạch thì bọn em cũng có một trường hợp là trước phẫu thuật để giảm cái biến chứng gây chảy máu cho bệnh nhân. Tuy nhiên thì vấn đề huyết mạch có được giảm được kích thước khối u hay không thì vẫn còn là một vấn đề đang còn tranh cãi và đang được nghiên cứu. Và một số trường hợp thì với những khối u tuyến ức tuyếp B1 thì có thể điều trị trước mổ bằng liệu pháp corticoid để giúp làm giảm kích thước khối u. Vấn đề đặt ra cũng rất là khó khăn với những bệnh nhân mà khối u trung thất lớn như này, đấy là vấn đề về gây mê. Thì trước phẫu thuật thì cần một cái kế hoạch cụ thể giữa phẫu thuật viên và bác sĩ gây mê. Thì khuyến cáo mình nên đặt ven hồi sức và khởi mê ở tĩnh mạch đùi, vì khi với những khối u trung thất lớn như này thì cái việc có thể khối u mình có thể nhìn được trên phim CT có thể có nghi ngờ hoặc là xâm lấn ở tĩnh mạch chủ trên, thì với những trường hợp như thế mà mình cần tạo hình lại hệ tĩnh mạch chủ trên thì với việc mình đặt ven ở tĩnh mạch cảnh thì sẽ không thể làm được. Đặt huyết áp động mạch để theo dõi liên tục và cái đặt ống nội khí quản hai lòng thì khuyến cáo nên sử dụng, bởi vì có thể xẹp phổi một bên chủ động và cũng thuận lợi cho việc mình bao tay khối u. Và một số trường hợp đặt chèn ép hoặc là tắc nghẽn đường thở thì nội soi khí phế quản trong mổ thì có thể được sử dụng. Trên hình là cái hình ảnh cái máy nội soi của bọn em sử dụng cho những bệnh nhân mà u trung thất lớn hoặc là những trường hợp đặt các len. Về lựa chọn đường mổ như thế nào trong khối u trung thất lớn như này, thì tiêu chuẩn lựa chọn đường mổ thì mình cần có một cái phẫu trường đủ rộng để dễ dàng tiếp cận với cái thương tổn và có thể nhanh chóng xử lý các tai biến xảy ra trong mổ. Thì các đường mổ mình hay dùng đấy là đường mổ giữa xương ức, đường mổ ngực bên, trước bên, sau bên và có thể có nội soi hỗ trợ, và đường mổ clamshell cổ điển hoặc hemiclamshell thì ít khi được dùng. Thì có vẻ nhìn thấy trên màn hình thì có cái đường hình đầu tiên là đường mổ giữa xương ức, đường mổ ngực bên và trước bên và đường mở hemiclamshell. Về phẫu tích khối u thì kinh nghiệm bọn em thì với các khối u có vỏ, các cấu trúc lân cận thường bị xâm lấn thì mình nên bóc u dưới vỏ để tránh chảy máu. Với các khối u mà chưa xâm lấn và phẫu nên phẫu tích theo nguyên tắc là bảo tồn các cấu trúc để lại và phần u là phần còn lại sau khi mình đã phẫu tích. Với những khối u mà đã xâm lấn mạch thì một số thì mình không nên cố gắng quá về phẫu tích vào những cái mạch máu lớn như vậy, thì nó nguy cơ chảy máu là rất khó kiểm soát được ở trong mổ. Thì mình có thể cắt theo cả khối và mạch bị xâm lấn mà có thể bắc cầu vào mạch nhân tạo, còn hơn là cố gắng phẫu tích thì nó có thể gây chảy máu rất nhiều. Và với những khối u chiếm toàn bộ lồng ngực như một trường hợp bọn em ở đây thì cũng không không vì không còn cái phẫu trường để vào, không có chuẩn. Không có cái phẫu trường để không có cái phẫu trường để vào thì bọn em có thể phải đi thẳng trực tiếp vào khối u và cố gắng kiểm soát để còn làm nhanh nhất có thể và lấy được hết khối u ra và sau đó mình cầm máu. Nhưng những cái trường hợp như này thì không thể có cái đường nào nữa để vào được nữa.
Và đây là một số những cái trường một trường hợp thì mình có thể phân tích và phân tích vào cái phần còn lại của mình là cái khối u mình lấy ra. Đây là trường hợp u rất là lớn mà mình lấy đường mở giữa xương ức. Với tuần hoàn ngoài cơ thể thì hỗ trợ CNC thì giúp bóc tách khối u an toàn hơn cho con bóc của tim và đặc biệt khối u chèn ghép tim. Tuy nhiên là nhu cầu heparin thì có thể làm tăng nguy cơ chảy máu và canin ở tĩnh mạch đùi nên được khuyến cáo trong những cái trường hợp mà cần phải đặt CNC. Và một cái vấn đề còn nữa với cái những khối u lớn như thế này đấy là vấn đề về xâm lấn tĩnh mạch chủ trên thì cái mức độ thì thay đổi do chèn ép một phần xâm lấn và phát triển thành hội chứng chèn ép tĩnh mạch chủ trên và tuy nhiên tỷ lệ này thì cũng không rõ với nghiên cứu ở đa trung tâm ở Ý với 249 bệnh nhân giai đoạn 3 của u tuyến Đức thì có 12,4% là xâm lấn tĩnh mạch chủ trên tùy vào mức độ xâm lấn mà mình có thể cắt bỏ một phần tĩnh mạch chủ trên hoặc cắt bỏ toàn bộ và tái tạo là bằng mạch nhân tạo hoặc miếng vá màng tim hoặc là miếng vá sinh học và khuyến cáo là nên sử dụng heparin toàn thân trước khi kẹp tĩnh mạch chủ. Tuy nhiên là kẹp tĩnh mạch chủ thì có thể gây ra rối loạn huyết động rất là nghiêm trọng ở khoảng 30% các bệnh nhân và để đảm bảo vấn đề quan trọng là phải đảm bảo được máu về tim và duy trì được áp lực từ máu não thì thời gian kẹp an toàn thì chưa rõ về một số tài liệu cho tôi rằng có thể 60 đến 100 phút. Nên bắt cầu tĩnh mạch tuy nhiên là mình cũng nên bắt cầu tĩnh mạch vô danh và nhĩ phải trước vì đây là cái thủ thuật đơn giản và tránh gây mất ổn định huyết động trong quá trình phẫu thuật và tránh từ máu não cục bộ do tăng áp lực tĩnh mạch thì đây là một cái trường hợp mà bọn em khối u này nó xâm lấn toàn bộ hệ tĩnh mạch chủ trên bọn em đã dùng cái miếng vá sinh học và tạo hình lại cái tĩnh mạch chủ trên và cái tĩnh mạch vô danh như thế này. Đấy. Báo cáo em xin kết thúc ở đây. Em xin cảm ơn tất cả mọi người đang nghe.